một trong những phần thi quan trọng không thể thiếu trong các cuộc thi hậu Việt Nam và cũng chính là nét đặc trưng tạo sự khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới khác, đó là phần thi áo dài. Khi mặc áo dài thì các người đẹp sẽ thể hiện rõ nhất nét đẹp dịu dàng nữ tính của người phụ nữ Việt. Vậy trong đêm chung kết sắp tới, họ sẽ mặc những bộ áo dài như thế nào, cách tân hay truyền thống? Phóng viên Chào Buổi Tối sẽ giúp các bạn có ngay câu trả lời. Những chiếc áo dài tuyệt đẹp này sẽ được các thí sinh mặc tại đêm chung kết. Với chủ đề của cuộc thi là Hòn Ngọc Viễn Đông, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã mang cảm hứng từ biển xanh, cát trắng và những viên ngọc trai lấp lánh, tô điểm thêm những đóa hồng rực rỡ, khoe sắc trước bình minh để tạo nên bộ sưu tập cánh hồng ngọc. Bộ sưu tập lần này thì Huy chọn cái chất liệu chính là cái màu, tông màu chủ đạo của nó là màu trắng. Và Huy dùng cái kỹ thuật in lam ở trên xuống lam và có những cái họa tiết dựa trên cái màu xanh của biển, và còn nền vải thì màu trắng là màu trắng ngọc. Năm nay chỉ số hình thể của các thí sinh khá đồng đều nên những chiếc áo dài được thiết kế tinh xảo, thủ công sẽ tôn được những đường nét duyên dáng và gợi cảm của mỗi thí sinh. Qua nhiều mùa thi, những chiếc áo dài Việt Nam dần được cách tân để phù hợp với dòng chảy của thời trang hiện đại. Tuy nhiên, mẫu áo dài cổ cao, vạt dài, loe ống tay vẫn luôn được các nhà thiết kế lựa chọn. Bên cạnh trang phục áo dài truyền thống, thì trang phục áo tắm và dạ hội cũng đang được các nhà thiết kế gấp rút hoàn thành. Ngày mai, 27 tháng 8, các thí sinh sẽ bước vào khâu tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 28 tháng 8. Em sẽ định tự váy đi lên.